Mình đã nói với anh em thì mình sẽ làm một cái video để có thể là chia sẻ với anh em về cái việc nhận biết cái đôi này. Và nói thật ra là nếu mà nhìn cảm quan bên ngoài ấy, nếu mà lần đầu tiên gặp, nếu mà chỉ nhìn ảnh không ấy thì cũng không biết được đâu anh em. Nếu anh em bảo là nhìn cái bên ngoài có thể nhìn được cái đôi giày nào, đôi giày fake hay real, thì anh em nhìn vào đây nhá. Mình đang quay cho anh em xem đây. Đây là hai cái đế của hai cái con này này. Anh em thử đoán xem là đôi nào sẽ là đôi fake nhá, đôi đầu tiên hay là đôi thứ hai. Nên là nếu mà mình đang nói ở câu chuyện đây là những người kinh doanh giày ấy, thì cầm mà chưa bao giờ mà mua một đôi giày này mà tự nhiên đùng một cái có một đôi giày này ấy, mà bảo họ biết được đôi nào đôi fake ấy, hay real thì rất là khó. Thì đây mình quay qua cho anh em xem hai cái đế của nó như thế này này. Đấy, mình đặt cạnh hai đôi luôn, một chiếc là fake, một chiếc là real, để anh em đoán đi. Bây giờ anh em đoán chiếc bên trái, chiếc bên phải. Sau đó thì anh em mình sẽ chi tiết vào từng cái chi tiết của nó. Đấy, vẫn là vải Atom Knit này. Hai đôi đều là Atom Knit luôn. Mình sẽ có một cái cân tiểu ly như thế này. Tại sao mình phát hiện ra được nó? Bởi vì đa phần đó là khi mà mình kinh doanh nhiều ấy, thì mình sẽ có thể là mình cầm cái đôi giày lên, mình có cái sự cảm nhận rất là rõ rệt. Bởi vì mình chạy và mình kinh doanh nó lên, khi cầm lên mà nó chỉ chênh nhau có khoảng 100 gram hay là chênh nhau vài chục gram, mình đã có cảm giác được như vậy rồi. Thì ở đây mình sẽ có một con real ở bên phía tay trái của mình như thế này. Và ở đây mình có một cái con mà nó không real. Nói thật ra đấy, để mà cầm ấy, nếu mà người bình thường chẳng chả thấy nó khác biệt lắm đâu. Nhưng mình dành cân để cho anh em xem kỹ, hai sẽ quay kỹ vào bên cạnh nó để xem cái số cân của nó như thế nào nhé. Ở đây mình có con real này. Trước khi xem cái con này, xem là cái đôi giày theo nhà sản xuất nó là bao nhiêu nhé. Thế đây anh em nhìn thấy này, nó rơi vào đâu đó khoảng 254 gram. Đấy, 253 gram. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ có một con không real ở đây, xem nó nặng bao nhiêu nhá. Cái đây là một cái mà rất là hay để có thể là phán đoán được, bởi vì thông thường nhà sản xuất cũng sẽ nói ra. Nhưng mà thú thực là nếu mà nó đã muốn làm fake ấy, thì nó cũng sẽ làm được cân nặng luôn. Nếu mà anh em đã biết cái bọn nó bán những cái đồ như vậy thì nó hoàn toàn nó có thể là nó cả làm cả phần cân nặng đấy luôn. Nó chỉ cần giảm đi một số cái bọt foam hay là nó giảm cái phần chất liệu để làm những cái đôi giày, nó cũng thể làm được giảm cái phần này. Tiếp theo là mình sẽ đi sát vào nó để mình, tại sao mình nói rằng là hai cái đôi giày này, tại sao lại không thể nào, rất là khó để phân biệt được hai cái đôi này là real hay là fake. Đây, ví dụ mình để hai con này lên trên này thì gần như những cái đặc điểm thiết kế của nó làm giảm đến cả cái dây luôn anh em. Đây, hai cái dây của chúng nó này, nếu mà nhìn cả đây cả giống này, cách thiết kế y hệt đấy này, hai đôi giày này y hệt. Thậm chí nhá, mình nói thật, ở cả cái bọt foam này cũng không có khác gì. Mình đang phân tích những điểm giống đấy, cũng đệm e zoom rồi này anh em. Đây đệm e zoom này, đây là đệm e zoom này, đấy e zoom đấy. Nhìn phía dưới này này, y hệt, không khác một tí gì về cách thiết kế nhá. Còn tí mà tí soi sâu vào chi tiết thì mới biết được. Nhất là nếu mà không có một con giày real để so sánh bên cạnh thì cũng không thể biết được. Nên là bây giờ mình có thể cho anh em xem được cái qua về những cái điểm giống. Đấy, nó làm gần như là kể cả bên trong, nếu mà anh em xem tem thì nó cũng là tem trong luôn. Nếu mà mấy anh em mà cứ chủ quan bảo là nó phải là tem trong này nọ, đấy, nó cũng làm tem trong mà nó làm tem y hệt. Đây, hai quay sát vào cái chỗ tem này cho anh em xem. Cái tem trong này này, nó làm y hệt tem trong luôn, không khác một tí gì luôn. Nếu mà chỉ nhìn tem cũng không thể biết được. Tem nó làm giống y hệt giày real luôn anh em. Tất nhiên thì nếu mà soi kỹ vào thì cái phần tem trong này nó lại làm quá hoàn thiện, tức là nó làm xịn quá. Đấy, nếu mà mang so sánh thì mình thấy cái con tem của cái con mà fake này nó còn làm xịn hơn. Hay là về cảm quan, về cách thiết kế, về keo. Ví dụ như đây là con real này, đấy. Non keo của nó còn không bằng cái con fake này. Đây, con này làm được rất chỉn chu luôn. Thậm chí keo còn dán cả một cái lớp này lên trên hẳn trên này mà rất là mịn thín luôn. Thật sự là nó làm rất là chỉn chu. Đấy. Còn nếu mà đây là con fake này, đấy, non keo, đây keo đây làm gì nó dán đến mức mà nó dán đè đến hẳn cái phần này đâu. Nó chỉ dán được cái phần này. Đấy. Ở đây nhá, mình sẽ soi sâu hơn về một số cái điểm khác nữa. Ví dụ ở đây thằng này nó ghi là Alpha Fly Neck phần trăm này. Đấy, thằng này nó cũng ghi là Air Zoom. Đấy, Nike Air Zoom Alpha Fly, nhưng mà Neck thì đây nó là chữ K. Đấy, mình nhìn kỹ mình mới biết được, nhìn cảm quan bên ngoài không thể biết được. Rồi phần tem bên trong này nữa, cái tem này nó hơi đục. Đấy, tem này nó quá đục. Những cái phần này nó chỉ là phần cơ bản thôi. Nói thật là nếu mà nó muốn làm fake cái tem này, nó cũng làm fake được cái tem này luôn. Nhưng mà nếu mà chỉ cần soi vào những người dân chạy ấy, dân chạy bình thường ấy, thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ để ý hơn này. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là hai cái thanh carbon ở đây. Như anh em biết thì cái vật liệu carbon ấy là cái vật liệu mà nó là kim loại, đúng không? Và nó sẽ hỗ trợ chạy đường dài rất là tốt. Thì chính là cái đệm carbon này khiến cho mình phát hiện được nó là fake này. Đấy, bên này nó không phải là thanh carbon mà đây là một cái thanh nhựa. Đấy, và nó vẫn ghi là carbon fly plate ở đây mới kinh khủng cho anh em. Đây này, anh em nhìn này. Ở đây không biết camera nó có soi anh xem được không, nhưng cái phần này nó khá là nhẵn. Nó nhẵn nhưng mà nó này có cảm giác kim loại và gõ lên luôn, còn cái phần này nó là rõ ràng là nhựa. Đây. Là nhựa. Và nếu mà anh em không biết được thì cũng ví dụ như mình nói đấy, thì làm sao mà một người mà mới đi mua một đôi giày này là biết như thế nào là carbon mà thậm chí cũng không quan tâm. Đấy. Đây, cái này là thanh carbon là nhựa này.
à là kim loại này, còn đây là nhựa này. Đấy, mà nó bóng luôn, bóng lộ luôn, mà cái độ thiết kế của nó cực kỳ là kinh khủng rồi anh em. Tức là nó hoàn thiện đến mức tốt hơn luôn ấy. Đây, anh em nhìn từ cái phần gót đến cái phần này, nhưng mà chỉ cần nhìn thanh carbon này, nếu mà mình kinh doanh mình sẽ biết ngay được cái này nó không phải là thanh carbon. Nhưng mà để mà so sánh nó về cái đặc điểm thiết kế bên ngoài thì anh em thấy nó gần như là giống y hệt luôn. Tiếp theo mình nói về phần keo nhé. Thì thực ra không phải cứ hàng chính hãng thì cái phần keo mà nó sẽ được hoàn thiện đâu. Đây là những cái phần keo của con giày để real này, nó cũng không thể nào. Nhiều anh em bảo là cứ keo lem nhem thì nó không phải là giày real, cũng không phải. Hàng mình mua từ web luôn thì nó cũng sẽ vẫn có những cái phần keo như vậy. Đấy, và một trong những đặc điểm, ví dụ như con này real mà sao này nó lại có những cái điểm như thế này, thì một cái phần mà anh em cũng nên biết đấy là những cái con giày mà kể cả ao luôn nhé, thì Nike nó không chú trọng quá nhiều đến cái phần là keo nó phải không bị một tí lên nhau ra ngoài. Đây, ví dụ phần đầu này nó vẫn bị một tí keo này. Đấy, nhưng con này nhá, mình nói với anh em, nếu mà anh em soi keo nhá, nếu mà những anh em nào mà tự tin cái phần soi keo ấy, thật ra con này nó làm keo quá là đẹp luôn, nó còn làm đẹp hơn cả con kia. Đây, nó không lem nhem như con giày fake kia đâu, nó làm cực kỳ là tốt. Chỉ có phần ở chỗ này này, đấy, khi mà bắt đầu soi kỹ sâu vào một cái thì phần keo của nó nếu mà kéo ra như này đã cảm thấy là bắt đầu có xảy ra vấn đề rồi này. Đấy, tức là cái vật liệu thiết kế của nó ở trong này, nên cái đệm e zoom này. Còn đây mình cho xem anh em xem luôn này. Đấy, đấy, đây cái thanh carbon này nhìn rõ. Đấy, còn đây của nó là thanh nhựa. Đấy, và nếu mà mình đang cảm giác cái foam của nó như thế này, nó đang rất là nặng, và nếu mình cầm mình kéo mạnh cái chắc là nó bung ra luôn. Nên là nếu mà anh em nào ấy, mình nói thật ấy, để mà đi mua giày ấy mà chỉ nhìn cảm quan thì đừng. Tốt hơn hết là tìm một cái chỗ thật sự là uy tín, để nếu mà giày mình có vấn đề hay thắc mắc gì, họ có thể giải thích được. Ví dụ như khách mình cũng thắc mắc rất là nhiều về cái phần keo của con này, và mình cũng phải xử lý cho khách hàng. Và thậm chí có những con giày nhá, mà khách của mình chạy mà nó còn bị là bung hẳn ra luôn. Tức là có những cái con giày mà nó bị lỗi, anh em không thể nào mà khẳng định 100% là giày từ hãng mà nó lại không bị cái lỗi gì đâu. Có những con mà nó bị lủng e zoom, tức là cái phần này, này nó sẽ bị thủng. Đấy, có những con mà hai cái đôi giày này nó lại không phải là cùng một cái cảm giác giống nhau. Ví dụ có những con mà nó nhẹ hơn, có những con nặng hơn, thì mình đều phải nhận về và bảo hành cho khách cả. Thế thì kinh nghiệm của mình ở đây, và tóm lại cái video này mà nói rất là dài rồi, thì mình nói luôn với anh em là để mà có thể nhận biết bằng mắt thường và nhìn qua ảnh ấy, thì anh em không biết được đâu. Vì nó chụp thì làm sao mà nó sẽ chi tiết được để anh em có thể đoán được. Nhưng mà nếu mà để có thể là phân biệt được thì tốt hơn hết ấy, là anh em sẽ tìm một cái đôi giày real và cùng cái size đó để xem. Thứ hai là tìm một cái chỗ bán hàng mà họ sẵn sàng chịu trách nhiệm với món hàng họ bán ra. Và thứ ba là anh em phải tìm được cái mức giá, bởi vì anh em xem cái giá niêm yết của nó. Ví dụ con này niêm yết thị trường là bao nhiêu tiền, và khi giảm giá thì nó còn khoảng bao nhiêu tiền, chứ không thể nào rẻ quá được. Nên là đừng có tưởng rẻ mà ngon nhé, đừng có tưởng rẻ mà ngon. Còn nếu mà nhìn hai con này, anh em bảo làm sao mà nếu mà chỉ nhìn ảnh không thì làm sao mà biết được. Nên anh em bảo ôi cái màu này nó ánh hơn hay cái màu này nó tối hơn. Mình nói thật, nếu mà nhìn ảnh theo con này lên còn đẹp hơn, mặc dù nó là giày fake nhưng nhìn ảnh nó còn đẹp hơn. Đây anh em xem này, hai cái gót giày nó làm chữ y hệt giống nhau, chả khác một tí gì cả. Đấy, nếu anh em bảo nhìn cái đấy mà nhìn hai cái hõm giày không thể biết được. Đây, nhìn hai cái làm sao mà biết được. Nên là tốt hơn hết là mình sẽ phải tìm đến một chỗ mà sẵn sàng họ giải thích cho mình được, họ sẵn sàng họ bảo hành cho mình, sẵn sàng họ đổi trả cho mình nếu mình cảm thấy không an tâm. Còn như mình đã nói, như kiểu bọn mình kinh doanh thì mình cũng gặp rất là nhiều tình huống xảy ra. Đấy là trong cái lần mà ví dụ khách mình bị bong đế bong keo thì bọn mình vẫn phải nhận về. Có những đôi mà khách vừa chạy xong, đấy, khách vừa chạy xong luôn mà mình cũng phải nhận về, bởi vì không thể nào mà khách bỏ ra một số tiền lớn như vậy mua một đôi giày mà người ta gặp cái vấn đề mình không xử lý được. Thì rất là hy vọng với cái video mà có thể chia sẻ với anh em một số cái phần liên quan đến hai cái đôi giày như thế này, thì đã giúp đỡ được anh em cái phần nào để trong quá trình lựa chọn cho mình một đôi giày. Như mình đã nói, tóm lại thì hãy chọn một chỗ tử tế mà mua, bởi vì đằng nào mình cũng bỏ số tiền triệu để mua hàng rồi, nếu có vấn đề gì người ta còn xử lý cho mình, còn không là người ta phủi đít, người ta không nhận lại cái đôi giày mà họ đã bán, thì chứng tỏ cái hàng đấy là hàng vớ vẩn rồi, hàng không tốt rồi. Anh em có câu hỏi gì hay là muốn bình luận thêm về cái video của mình thì có thể để lại ở đây và chúng ta cùng trao đổi nhé.